Welcome back to AM Passion. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái cách mà chúng ta mình á là thay dầu phù. Thì dầu phù cũng như dầu máy thì chúng ta nên thay thường xuyên. Và cái theo kinh nghiệm của mình á, mình sẽ thay dầu phù mỗi năm. Thì tại vì mỗi năm mình chạy khoảng 15-20.000 cây á, mình sẽ thay trong vòng khoảng đó. Thì có hai cách để chúng ta thay dầu phù. Cái thứ nhất đó là chúng ta cần tháo cái nắp ra, chúng ta đổ dầu phù cũ ra, chúng ta đo nó. Đổ đây nè. Thường mấy cây này chắc tầm nửa lít hay gì đó. Mình sẽ xài cái đồ đông tầm nửa lít. Xong rồi chúng ta đổ dầu cũ, rồi chúng ta bỏ dầu mới với cái dung tích đó bằng cái lượng dầu đi ra khỏi phù. Thì cái cách này á nhanh nhưng mà bị cái sẽ còn một chút xíu dầu nằm ở dưới ở trong á. Cái cartridge của nó thì có một cái lượng dầu còn dư là nằm ở trong cái piston, cái cylinder ở trong á, cái xi lanh á, thì nó sẽ còn nằm ở trong. Cho nên đó mình không có thích cái cách này lắm. Thì cái cách thứ hai á, chúng mình sẽ rã băng phuộc ra, xả dầu đàng hoàng, xong rồi kéo trong ở bên trong á, cái ruột này ra, xong rồi hết dầu, mình chúng ta mới châm dầu mới vô. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ canh theo cái level, canh cái level nữa, là cái mức dầu nó cũng rất là quan trọng. Đó là hai bước. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu ra. Để coi, trước tiên mình sẽ nâng cái bánh trước lên. Phía trên này chúng ta phải tháo cái con ốc ra đi, giữ nó lại nha. Cái này để gắn, để giữ cái ghi đông zin đó. Còn anh em nào mà xài ghi đông độ không cần tháo cái này. Nới lỏng nó ra trước không? Xong rồi chúng ta sẽ nới lỏng con ốc giữ cái này, giữ ghi đông á. Sẽ xài cái Allen key. Ok, 36. Đó. Cái trợ lực nè, ở đây có hai con ốc á. Hai con ốc 5mm, ốc lục giác 5mm á, chỉ cần nới lỏng ra thôi. Trong đây có hai con ốc nè, để giữ cái phần dưới của phù á. Hai con ở đây nè. Đó, hai con này 6mm, tháo nó ra là chúng ta sẽ tháo được cái phù xuống ha. Thì ở đây mình sẽ ghi nhớ lại trước mấy cái dạch này, giống như 1, 2, 3, 4, ở đây là 4 dạch. Thì cái này á, để chỉnh preload, hoặc là cái sát trên cái phù của mình á. Để tháo cái phù này ra, thì chúng ta phải 14mm. Ta phải dặn nó vô hết, xong rồi dặn ngược chiều đồng hồ á, dặn nó vô hết xong rồi tháo ra. Đây là cái nút này nè, rebound. Cái nút chỉnh trên đỉnh này nè, và phải đếm nha. Dặn nó ngược chiều cái đồng hồ ra hết. Xong nhớ nhớ lại cái click của nó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 clip. No problem. Là 17 nha. Bên rút này ra rồi. Những cái kim loại này nè là cái làm cho dầu phục mà bị dơ á. Coi kỹ nha, mình sẽ có một cái con cái lò xo với cái kim á, nó lòi ra đó này nè. Đó, mình nói cái này nè. Đây cái kim mình nói nè, nó nằm ở trong á, và đây cái lò xo của nó.
Thì đây là cái cây mà để mình nén cái lò xo. Thì cây này chuyên dụng để làm phục trước. Thì mình sẽ ép mở cái nắp này ra. Cái con này ở trên đĩa R1 là 36mm, còn cái khúc ở trên đó là 14. Thì chúng ta sẽ dặn cái con 14mm này ngược chiều đồng hồ hết luôn. Còn để mở cái này ha. Thì chúng ta mình đã sẵn sẵn đó rồi, chỉ cần mở ra thôi. Bây giờ là cái giai đoạn mà mình sẽ bắt đầu mình rửa sạch những cái bộ phận bên trong ha. Ok. Yep. Rồi, giờ bắt đầu rửa, làm vệ sinh đó. Thì trước tiên mình sẽ rửa cái nắp nhựa. Mấy cái này. Đây là cái lồng đèn nằm ở dưới. Xong rồi tới cái lò xo. Đây thấy không? Đây là những cái mà chúng ta cần phải nên thay nè. Lần tới mình sẽ review phục lại, mình sẽ thay luôn cái này. Thì cái này á, nó bị chóc ra nè, nó sẽ làm dơ cái dầu của mình đó. Quan trọng hơn là cái cap. Đó là một miếng giấy nhám mà mình chà ướt đó, chè 2000. Mình chà cái phần nào mà bị mờ á, xong rồi chúng ta sẽ mở cái nắp phốt cát bụi này. Mình muốn kiểm tra cái độ sticky của nó, đấy là độ dính đó. Thì cái này là nó hơi bị dính nè, không mình muốn bôi trơn nó. Mình sẽ xài mỡ bò, cái này ta gọi là rubber crease. Thì mình nhìn ra tiếng Việt là mỡ bò cao su, rubber cao su. Mình sẽ chét một chút xíu mỡ bò vô cái phần ti của nó, thoa nó qua để mình bôi trơn cái phốt đó. Đó, bây giờ nó mượt hơn rồi nè. Bây giờ thả là tính là được xuống nè. Xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ráp. Quên ăn toàn là nước ấy. Cơ thể anh đang bị ướt ấy. 528 nha. 528cc. Sau đó mức dầu là 117mm. Khi chúng ta mà đổ một bắp 528ml vô á, chúng ta sẽ xả e ra bằng cách này. Là xài cái này nè, xài cái này mà bơm nó. Sau mình set cái oil level 117. Nhỏ nè, bự nè. Bự nó nằm dưới tới cái nắp nhựa. Xong rồi khai cái con ốc nhỏ này nè, cái kim như là cái này bỏ vô trước đi, tính gì tính. Xong rồi tới cái này, xiết nó vô hết cỡ luôn. Còn cuối cùng là xiết lại. Lau sạch nó. Vậy là xong. Ok. Too easy yeah.